Liên quan đến vụ việc truy đuổi các nghi phạm dùng súng bắn người rồi lên xe khách bỏ trốn tại tỉnh Bình Thuận vào ngày hôm qua, sau nhiều giờ đồng hồ bắt giữ vào tối ngày 18 tháng 9, cơ quan công an đã áp giải 7 đối tượng đi trên chiếc xe ô tô Innova 7 chỗ bắn trả lực lượng công an từ trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân về tạm giữ tại công an tỉnh Bình Thuận. Danh tính của các đối tượng đã được xác định, hiện một đối tượng vẫn đang bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 9, 8 đối tượng gồm Vương Minh Châu, Huỳnh Minh Phát, Lương Văn Tâm, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tấn Danh cùng chú tại tỉnh Bình Dương, Võ Thành Phong còn gọi là Lực, Nguyễn Quang Toàn còn gọi là Út hay Tí cùng chú tại tỉnh Bến Tre và một đối tượng tự Long Gà, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Cả 8 đối tượng đi trên chiếc xe ô tô biển kiểm soát 61A06527 hiệu Innova đến xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận để tổ chức đá gà ăn tiền với một số đối tượng ở Bình Thuận. Quá trình đá gà, Toàn thua độ khoảng 32 triệu đồng. Mặc dù có mang theo tiền nhưng Toàn không trung độ nên nhóm thanh niên tại Bình Thuận đã dùng gạch đá ném 8 đối tượng trên. Nguyễn Quang Toàn liền rút súng trong người ra bắn chỉ thiên, giúp cho đồng bọn lên xe chạy trốn. Lúc này người dân đã điện báo cho lực lượng công an huyện Hàm Thuận Nam. Công an huyện Hàm Thuận Nam đã điện báo lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa, chốt chặn tại các ngã đường mà nhóm đối tượng này trốn chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế bắt tại chỗ 5 đối tượng Châu, Phát, Phong, Tâm, Danh và Tùng. Tên Long Gà bỏ trốn. Riêng Nguyễn Quang Toàn thì chạy vào một nhà dân ven quốc lộ 1A tại thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cố thủ và dùng súng bắn trả lực lượng công an. Sau đó thanh niên này đã khống chế, làm bị thương một phụ nữ trong thôn. Công an Bình Thuận đã tăng cường khoảng 100 cảnh sát bao vây và kêu gọi đối tượng Toàn đầu hàng, nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục dùng súng bắn trả lực lượng công an. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, công an đã dùng loa kêu gọi đối tượng cố thủ trong nhà dân buông súng đầu hàng, nhưng đối tượng này không chấp hành. Ban giám đốc công an tỉnh Bình Thuận đã phát lệnh tấn công ngay và hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đã triển khai áp sát căn nhà, dùng hơi cay tấn công và khống chế được thanh niên hung hãn sau hơn 2 giờ cố thủ. Theo điều tra ban đầu, nhóm thanh niên được cho là giang hồ cộng cán của tỉnh Bình Dương. Công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế rulo cùng 3 viên đạn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.